Thưa sư, thế nào là người sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo? Có sai biệt gì giữa người sơ đạo và sơ quả không? Giữa cái đạo và quả đó thì có khác nhau như thế này. Sư lấy ví dụ như chúng ta nợ tiền thì nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn trả nợ, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn sống trong tình trạng không còn nợ. Thì cái sơ đạo cũng vậy, là giai đoạn vì đó cắt trừ phiền não, diệt trừ phiền não. Còn giai đoạn quả đó, giai đoạn thánh quả đó, là giai đoạn vì ấy sống trong trạng thái không còn phiền não nữa. Đó là sự khác nhau ha. Rồi, sư qua câu hỏi tiếp theo.